Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì như lúc trước vào ngày 14 tháng 10 mình có gửi tới các bạn cái dự án nhận 0.5 token NN này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn claim con token NN này nhé. Thì hồi cái video hồi nãy mình làm không hiểu tại sao nó bị mất tiếng cho nên mình mới làm lại. Và mình hướng dẫn nhanh ở cái video này cho các bạn luôn nhé. Thì để được mình cũng có đăng trên kênh này rồi. Thì để claim nó có thông báo như sau. Để claim được cái con token NN này thì các bạn cần phải có con BNB ở BF20 ở mạng mới nhé, Binance Smart Chain á, để các bạn mua con token NN này. Thì để biết được là cái địa chỉ của các bạn trước đây tham gia airdrop á mà có được nhận có trong danh sách được claim nhận airdrop hay không á, thì các bạn vào link này này, các bạn check với mình nhé. Các bạn vào link trên đây này. Thì trong phần này là đang có là 23.036 địa chỉ là được claim airdrop. Thì các bạn có thể vào đây các bạn tìm cái địa chỉ của các bạn nhé. Thì bạn nào dùng trên máy tính các bạn có thể ấn vào Ctrl F thì nó sẽ hiện ra cái chỗ tìm kiếm lên đây. Các bạn dán cái địa chỉ mà các bạn khai báo điền form trước đây á, các bạn dán vào đây xem thử nó có hiện ở trên đây không. Nếu mà nó hiện trên đây thì các bạn được tham gia claim airdrop này nhé. Thì nếu mà bạn nào không có trong danh sách này thì có nghĩa là các bạn đã bị loại khỏi Unwrap và các bạn không được claim Unwrap này. Mình cũng có ghi rõ ở đây luôn rồi. Thì tiếp theo thì các bạn cần phải mua 0.01 token NN và hold và giữ trên quỹ BNC Smart Chain của các bạn. Thì quỹ BNC Smart Chain thì nó đã tích hợp trên quỹ Trust Wallet rồi. Nó tích hợp sẵn trên quỹ Trust Wallet rồi. Còn trên bạn nào dùng iOS thì mình hồi chiều mình có hướng dẫn các bạn tích hợp cái mạng BNC Smart Chain này lên trên quỹ MetaMask thì mình cũng có làm video rồi, các bạn xem lại cái video đó nhé. Thì đầu tiên thì để có cái con token này thì các bạn cần phải mua BNB. Hoặc là nếu mà các bạn trong quỹ Trust Wallet các bạn có cái BNB á. Đây là cái mạng mới của BF20 này. Và đây là cái mạng của mạng cũ. Cái này là B là cái này BNB là của mạng cũ nha. Là ở BF2. Còn ở trên đây Smart Chain này này. Smart Chain này BNB là ở BF20 là mạng mới nha. Thì nếu mà các bạn đang có BNB ở mạng cũ này thì các bạn gửi con BNB đó lên Binance này. Các bạn vào sàn Binance các bạn gửi lên đây. Bạn gửi BNB của các bạn lên đây. Đây này. Các bạn ấn vào nạp thì nó sẽ có địa chỉ thôi. Các bạn copy lại ở BF2 này. Nếu mà các bạn nạp vào BF2 thì các bạn cho BF2, sau đó các bạn copy lại cái địa chỉ của các bạn. Sau đó các bạn gửi đi thôi. Các bạn gửi vào BNB ở trên đây, các bạn gửi đi thôi. Các bạn không cần nhập memo cũng được nhé. Các bạn chỉ cần sao chép địa chỉ thôi. Sau đó các bạn dán địa chỉ của các bạn vào đây. Và các bạn ghi các bạn muốn nạp bao nhiêu lên Binance á. Thì sau khi các bạn nạp xong thì các bạn vào phần rút giúp mình. Hoặc là nếu mà các bạn nào mà có số dư nhỏ như thế này nè, số dư nhỏ 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 như thế này nè, các token số dư nhỏ thì ở trên đây trên Binance nó có cái nó tiện ích như thế này, thì các bạn ấn vào chỗ số dư nhỏ chuyển đổi 4 này. Thì các bạn có thể chuyển đổi những số dư nhỏ này sang BNB nhé, các bạn chọn. Sau đó các bạn ấn vào chuyển sang BNB. Nếu mà các bạn có nhé. Thì tổng của 4 con này của mình đang có là 0.006, các bạn ấn vào chuyển sang BNB. Sau đó các bạn ấn vào nó cũng nút xác nhận thôi. Thì hiện tại do mình swap hôm qua rồi, chuyển sang BNB hôm qua rồi. Thì cái mục chuyển sang BNB ở số dư nhỏ này nó chỉ một ngày nó chỉ được một lần thôi nhé. Mỗi 24 giờ là các bạn được chuyển một lần thôi nhé. Thì sau khi chuyển xong, sau khi các bạn đã có BNB rồi thì các bạn ấn vào BNB. Sau đó các bạn ấn vào nút rút. Sau đó thì các bạn rút về quỹ Trust Wallet. Trên quỹ Trust Wallet thì các bạn chọn cái địa chỉ quỹ BNB giúp mình. Đây, địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Nếu mà các bạn nào mà ấn tìm kiếm trên đây Smart Chain nó không ra ấy, nó không ra Smart Chain á, thì các bạn vào Google Play hoặc App Store các bạn cập nhật lên cái ứng phiên bản mới nhất cho mình nhé. Sau đó các bạn vào tìm thì sẽ có thôi. Sau đó các bạn bật lên. Thì bật lên thì cái địa chỉ của cái con này nó sẽ giống như cái địa chỉ ETH trên quỹ của các bạn thôi. Thì nó cùng chung một địa chỉ quỹ ETH thôi. Các bạn copy cái địa chỉ quỹ ETH của các bạn cũng được. Còn ở với MetaMask, còn trên MetaMask thì
các bạn dùng nào iOS á, bạn nào dùng iOS thì các bạn trên ví MetaMask các bạn copy lại cái địa chỉ ví ETH hoặc là các bạn chuyển đổi sang cái BNC Smart Chain này. Đây ở chuyển mạng này, thì mình có hướng dẫn các bạn ở video trước rồi. Các bạn chuyển sang mạng BNC Chain này nè. Sau đó các bạn copy lại cái địa chỉ BNB của các bạn. Các bạn ấn vào mục resend thì nó sẽ hiện cái địa chỉ của các bạn thôi. Đây, cái địa chỉ bắt đầu là không ít nhé. Còn hoặc là ở, nó đang ở trạng thái Ethereum này này. Đang ở trạng thái mạng Ethereum này thì các bạn có thể copy lại cái địa chỉ ETH của các bạn. Thì nó cùng chung một địa chỉ mà. Thì sau khi các bạn chuyển xong, các bạn chuyển về xong thì các bạn vào đây. À thì các bạn copy lại cái địa chỉ của các bạn. Sau đó các bạn vào lại là sàn BNC. Các bạn dán vào đây. Đấy. Sau đó ở phần chọn mạng lưới là phần chọn quan trọng này. Thì để chuyển đổi từ BF2 sang BF20 thì các bạn chọn vào phần BF20 này. Đấy, các bạn nhớ chọn BF20 nhé. Sau đó các bạn gửi về. Và phần ở số lượng tối đa là bao nhiêu, các bạn muốn rút bao nhiêu thì các bạn điền vào đây. Sau đó các bạn nút rút thôi. Thì sau khi rút xong thì nó sẽ gửi về cái địa chỉ ví Smart Chain của các bạn trên Smart Chain đây. Với BNB Smart Chain các bạn mới nhé. Để sẽ gửi về đây cho các bạn thôi. Thì sau khi các bạn đã có BNB ở BF20 rồi, BNC Smart Chain đã có rồi, thì các bạn copy lại cái link chỗ là mua token NN tại đây này. Trên đây mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Các bạn copy lại. Sau đó các bạn vào WeTrade Wallet cho mình. Thì trên WeTrade Wallet của Android á, dùng cho Android thôi nhé. Trên WeTrade Wallet của Android thì các bạn chọn vào đây giúp mình nhé. Các bạn vào phần mục DApp. Các bạn vào phần mục DApp ở đây này. Sau đó các bạn dán cái link đó vào đây. Các bạn dán cái link đó vào phần mục DApp, sau đó các bạn ấn đi thôi. Thì sau khi ấn đi xong thì nó sẽ có giao diện như thế này này. Mình hướng dẫn nhanh luôn nhé. Thì trên MetaMask thì các bạn chọn vào một browser. Sau đó các bạn ấn vào mục I understand này. Thì trên WeTrade Wallet của Android cũng vậy thôi. Sau đó các bạn ấn vào continue thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Thì nếu mà các bạn nhìn ở đây này. Trên MetaMask các bạn nhìn ở đây này. Nếu mà các bạn đang ở mạng hiện Ethereum Smart Chain ở Ethereum thì các bạn vào chọn vào phần ở dấu ba chấm dưới đây. Các bạn chọn vào Switch Network. Sau đó các bạn chọn kết xuống đây. Các bạn chọn lại là BNC Smart Chain thôi. Thì sẽ hiện ra lại. Các bạn ấn vào đây, các bạn continue. Thì trên WeTrade Wallet. Trên WeTrade Wallet thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này. Và bạn lưu ý, và các bạn lưu ý luôn này. Thì giao diện như thế này. Thì hiện tại thì ở giao diện như thế này là trên WeTrade Wallet nó sẽ là ở trạng thái là mạng BF2 nhé. Là mạng cũ á. Các bạn nhìn ở trên đây này. Thì các bạn chọn vào phần cái chỗ hình cái logo của Ethereum này này. Sau đó các bạn chọn lại là BNC Smart Chain giống mình nhé. Các bạn chọn lại cái logo như thế này. BNC Smart Chain. Thì nó sẽ hiện ra logo như thế này. Thì ở trạng thái này là ở trạng thái BF20 rồi. Cho nên các bạn mới mua được nhé. Thì sau khi chuyển xong thì các bạn vào mua thôi. Đưa mình vào lại nhé. I understand. Ấn continue. Sau đó các bạn muốn mua mua tối thiểu của con dự án này, nó yêu cầu là chúng ta cần phải mua tối thiểu là 0.01 nhé. 0.01 token NN. Thì giá hiện tại đã giảm rồi. Hồi nãy mình mua khoảng là 0.6 mấy á. Hiện tại thì nó đã giảm rồi. Thì các bạn ấn vào mua thôi. Hiện tại hồi nãy mình mua cho nên mình hết nó ấy rồi. Mình không còn đủ để BNB để mua nữa rồi. Thì các bạn cứ ấn vào mua thôi nhé. Như vậy lại đây. Sau này khi nó hiện như thế này này. Thì các bạn ấn vào nút swap. Sau đó các bạn ấn confirm swap thôi. Thì sau khi confirm swap xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện confirm gì nữa sao ấy. Hiện tại giá tăng lại rồi này các bạn. Cho nên nó mất cái chữ confirm này này. Thì các bạn cứ mua thôi. Bấm vào confirm. Sau đó confirm. Sau đó chờ đợi nó xác nhận và nó cộng vào thôi cho các bạn thôi. Thì sau khi các bạn mua xong thì nó sẽ hiện ra trong phần balance của bạn của con token NN này là đang có 0.1 thôi nhá. Mình mua của nó là 0.1 thôi. Rất đơn giản. Các bạn lưu ý nhé, các bạn phải chuyển sang mạng BNC Smart Chain này các bạn mới mua được nhá. Các bạn mua hold được nha. Trên với trade mua như vậy thôi. Thì sau khi các bạn mua xong thì các bạn để đó thôi, không cần làm gì đâu. Và các bạn có thể vào
trên view spike này các bạn kiểm tra quý của các bạn. Đây hiện tại quý của mình đây. Thì hiện tại là đang có NN nè. Hồi nãy mình mua là con token Ether Network, con token NN nè, mình nãy mình mua rồi. Đây BF20 đây, token BF20 đây. Các bạn có thể kiểm tra trên BSCan, cái mạng mới của BNC BF20 này. Hiện tại thì giá nó đã giảm nhiều hơn hồi nãy rồi các bạn. Hồi nãy là đến bây giờ là mình mua lỗ rồi đấy. Thì bạn nào thì khoảng 0.1 NN này thì khoảng là bao nhiêu đô để mình tính ra cho các bạn nhé. Thì giá nó cứ giảm lên, tăng giảm liên tục vậy á. Thì khoảng là 1 đô 6, 1 đô 7 thôi. Thì bạn nào thì phí như thế này thì cũng rất là chát các bạn ạ. Mình mua hâu mà. Thì phí cũng rất là cao, thì các bạn cân nhắc, bạn nào có thì các bạn mua, còn bạn nào không có thì có thể bỏ qua dự án này cũng được nhé. Thì hiện tại thì mình không còn BNB nhé. Thì các bạn đừng có mà IB mình hỏi là mua BNB nhé. Hiện tại mình chỉ còn 0.05 để làm phí thôi. Thì bạn nào không hiểu cứ IB trực tiếp cho mình sẽ hướng dẫn thêm nhé. Thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn Clam con tóc cái NN từ dự án Nether Network ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.